ប្រជារដ្ឋខ្មែរចំនួន 21នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន12នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តស្រះកែវឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីពួកគេចូលតាមច្រករបៀងទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីគេប្រជារដ្ឋខ្មែរចំនួន 21នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន12នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តស្រះកែវឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីពួកគេចូលតាមច្ររបៀងទៅកាប់ឈើក្រញូ
tiếng mà phải buôn nè, tài ban sản phẩm đất Thái bình chún rôm chỉ mới nông một tàu bị cứng, mọc ạt thì can là có ba sọc ta praya hạt rạc cao của đất Thái, nâng một toàn đăng pi ở tạ sơn nhát là lai nụt tì. Về quan tài năng cao này ní a ẩn ẩn mình ạt sông ca bằng phứ bị lục bốn sọc bị bốn, con số khăm ai bảo trạm hạt rạc cao của đất Thái ba lai. Chỉ mới khi ní bà tam ca áng pi bảo chi bảo đất đã luộc miền bằng há trong ở lục bốn sọc bị bốn. Chúi rưu có sầm rộp sầm rút bàn lướt lạc thả. Phụ quát bùng miên sẵn khâm lưu công xuân khmai khát sạc cá sọ. Bố này bê phụ quát miên bằng hà mà đoàn mà đoán. Bùng đại khơi miên ca dọc chất tục đạ bì môn trái rụng nì lại. Thái em tên bì bá khăn ông ca tiện tốn tàm trụ sạp tiết phòng. Hạc bằng hà tiểu án ý. Khơi miên tai ở nhà thông mùa lật hán đã phương ảnh ra cúm tới tàm là tập hiếp chùn phụ quát bật nọc.